Sáng hôm qua, ngày 17 tháng 8, Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh tổ chức trại hè kỹ năng dành cho các em thiếu nhi. Với chủ đề Thiếu nhi với di chúc Bác Hồ, trại hè năm nay thu hút sự tham gia của trên 200 em thiếu nhi, được chia thành 8 tiểu trại. Trong khuôn khổ các hoạt động của trại hè, các em thiếu nhi đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thú vị và bổ ích như trang trí lều trại, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các trò chơi sinh hoạt tập thể và thi tìm hiểu về di chúc của Bác Hồ. Đây là hoạt động thường niên được Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh duy trì tổ chức vào mỗi dịp hè, nhằm tạo điều kiện để các em thiếu nhi có thể giao lưu, vui chơi và học hỏi, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.